Trùm cuối lộ diện, đồn phó quan nhận hối lộ từ đoàn. Vậy là cuối cùng có những điều bất ngờ không ai ngờ tới. Anh Quang lại chính là trùm cuối. Cứ ngỡ như là một bộ phim hình sự. Sự thật phơi bày khiến ai cũng ngã mũ, đúng chất của một tuấn mỏ đã từng ma mãnh. Quang đồn phó chính là kẻ đã âm thầm móc nối bấy lâu nay ở các phi vụ cuối cùng của đoàn. Và ở phi vụ cuối cùng của đoàn, chính Quang cũng là người đã ra tay tiếp sức cho hắn để rồi phải sa lưới. Từ trước tới nay, không chỉ riêng trong đồn biên phòng mà cả cái xã Mường Luông này, tất cả bà con, dân bản đều yêu quý và tin tưởng anh Quang. Không ai có thể mảy may nghi ngờ, nhưng đó mới chính là nghệ thuật. Trùm cuối thường xuất hiện một cách bất ngờ. Có lần, Trung tá Đỗ Mạnh đã từng nói với anh Quang rằng anh nên cân nhắc, dù sao anh cũng chỉ còn một năm nữa là hưu, ở nhà vợ anh đang chờ. Câu nói đầy ẩn ý của Mạnh đã dần hé lộ những bí mật đằng sau Quang. Thì ra, bao nhiêu năm qua, Quang đã âm thầm và bí mật móc nối với những tên đầu sỏ vận chuyển hàng qua biên. Và tất nhiên, tầm của Quang chỉ làm vụ to và chắc chắn. Quang luôn giữ bí mật, nên cho đến giờ không ai mảy may nghi ngờ. Cũng chính vì vậy mà cứ mỗi lần Trung đòi vây bắt thì anh Quang lại một mực phản đối hoặc đưa ra các nhận định trái chiều. Trước đây, Quang đã từng làm với Lão Hề nhiều phi vụ lớn trót lọt, và khi đã đủ thì cả hai đều gác kiếm rửa tay nghỉ ngơi. Và giờ đây, khi đoàn đang tìm mọi cách để tuồn một lô hàng lớn, hắn cũng dự định sẽ làm chuyến cuối cùng. Trước sự khẩn khoản cầu xin của con rể, Lão Hề đã tiết lộ bí mật và tiến cử đoàn cho anh Quang, nhờ anh Quang giúp đỡ phi vụ này. Thấy anh Quang đang lưỡng lự, Lão Hề đã sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị lớn. Nếu phi vụ trót lọt, Lão sẽ chuyển cho anh Quang 40% cổ phần doanh nghiệp Bình Hà mà Lão đang là cổ đông lớn. Lúc đó thì qua năm, về hưu Quang sẽ không còn phải lo nghĩ gì đến chuyện tiền nong. Vậy là Quang đã nhận lời, anh đã trực tiếp đi tuần và chỉ đạo trong ngày hôm đó, đoàn đã vận chuyển một lô hàng lớn qua biên khi có sự bảo kê của anh Quang. Nhưng liệu rằng những điều mà Quang và đoàn cùng Lão Hề dự định là lần cuối thì có thể trót lọt và thoát được sự kiểm soát của đồn trưởng Trung hay không? Và Quang có bị lộ rõ bộ mặt thật là một kẻ trùm cuối đứng sau tất cả hay không?